Chào mừng các bạn đến với kênh Nhạc Online. Cảm ơn các bạn đã luôn tin tưởng và ủng hộ kênh. Chúc các bạn xem video vui vẻ. U40 cũng nhìn như gái 20 và bật mí cách làm trắng da mặt, xóa mọi nếp nhăn. Nói về ăn kiêng, chắc chắn cần tránh xa khoai tây vì nhiều tinh bột. Nhưng nếu về làm đẹp da thì chắc chắn không nên bỏ qua khoai tây. Khoai tây chứa nhiều vitamin C, vitamin B và các khoáng chất như là kali, phốt pho, magie, kẽm có lợi cho làn da. Chúng ta biết rằng vitamin C chính là loại vitamin tiên quyết giúp làm trắng sáng da. Kẽm giúp điều trị các vết thâm, phục hồi tổn thương da, làm sáng vết thâm. Những dưỡng chất từ khoai tây sẽ giúp làn da của bạn trắng sáng, các vết thâm giảm bớt. Ngoài ra, khoai tây kết hợp với nguyên liệu làm đẹp khác thì hiệu quả thật bất ngờ đấy. Và một trong số đó chính là sữa tươi không đường. Trong thành phần của sữa tươi không đường có chứa một loại axit đặc biệt, đó là axit lactic, có tác dụng tẩy trắng và làm mềm mịn da. Bên cạnh đó, nó còn giúp loại bỏ đi lớp tế bào chết và các lớp sừng sần sùi, giúp lỗ chân lông thông thoáng, sạch mụn, đồng thời mang đến cho bạn một làn da tươi mới, giàu sức sống hơn. Như vậy, chỉ với hai nguyên liệu tự nhiên này thì hôm nay mình xin giới thiệu với các bạn cách làm mặt nạ trắng da ngay tại nhà, U40 cũng nhìn như U20. Và cách thực hiện như sau. Với nửa củ khoai tây đã được chuẩn bị thì bạn sẽ rửa sạch và loại bỏ hết phần vỏ ngoài đi. Sau đó bạn thái nhỏ phần thịt khoai tây ra. Và đây chính là khoai tây sau khi đã được mình sơ chế xong. Bây giờ chúng ta chuẩn bị một cối xay sinh tố cho toàn bộ phần khoai tây này vào một cái cối. Bạn đổ thêm vào đây một chút sữa tươi không đường và mang hỗn hợp này đi xay nhuyễn. Sau khi xay xong, bạn đổ hỗn hợp ra một cái bát. Và đây chính là bát hỗn hợp dùng để làm trắng da của chúng ta đấy các bạn. Rất đơn giản đúng không ạ? Cách các bạn sử dụng hỗn hợp này như sau. Bước đầu tiên là bạn sẽ vệ sinh sạch sẽ toàn bộ vùng mà bạn muốn làm trắng bằng nước ấm. Nếu bạn muốn làm trắng da mặt thì hãy rửa mặt, còn nếu bạn muốn làm trắng cơ thể thì hãy tắm qua đi nhé. Ở đây thì mình sẽ dùng hỗn hợp để làm trắng da khuôn mặt. Sau đó bạn dùng khăn bông mềm thấm khô mặt đi. Tiếp theo bạn lấy hỗn hợp của chúng ta vừa mới làm được, thoa đều lên toàn bộ khuôn mặt. Vừa thoa, các bạn vừa dùng các đầu ngón tay của mình massage nhẹ nhàng lên toàn bộ khuôn mặt. Việc này sẽ giúp các dưỡng chất có trong hỗn hợp thẩm thấu sâu vào bên trong các tế bào da, hiệu quả làm trắng sẽ đạt cao nhất. Sau khi massage xong, bạn lưu hỗn hợp trên da mặt khoảng 15 phút nữa rồi rửa lại với nước mát là xong. Với hỗn hợp khoai tây và sữa tươi này thì các bạn nên kiên trì áp dụng một lần 2 tuần. Chỉ cần thực hiện lần đầu tiên, bạn đã cảm nhận được ngay sự hiệu quả của phương pháp này rồi đấy. Cùng tham khảo và áp dụng ngay nhé. Chúc các bạn thành công và luôn xinh đẹp. Video của mình đến đây là kết thúc. Nếu các bạn thấy hay, hãy bấm like và chia sẻ cho mọi người cùng xem. Và đừng quên đăng ký kênh miễn phí để được chia sẻ những bí quyết làm đẹp hay hơn nữa. Chúc các bạn luôn thành công!